Chuyện kể về mấy chuyện trong nhà, có lúc buồn, có lúc vui và có lúc cãi vã. Xảy ra đủ thứ chuyện ở trên đời, nhưng vẫn luôn bên nhau mỗi khi gặp vấp ngã. Dù là Nam Bắc hay là Đông Tây, chị em ta vẫn sẽ tay ở trong tay. Dù có hay chưa được mối tình vắt vai, nhưng chị em ta sẽ là mãi. Cuộc sống cứ thế vận hành, bao giờ lao sẽ mới khiến thanh xuân tươi xanh. Đôi khi câu này lôi thôi khiến cho chị em bối rối, nhưng ta bỏ qua hết cứ vừa lại lành. Tương lai ta mới sau cùng một tiến lên, bây giờ ta mới xa xa kia kế bên. Mặc kệ ta cứ sống phá, vì chúng ta là chị em một nhà. We fly, put the love to me, chase you, you are fine. Nếu muốn dừng lại, mình cùng chung chí hướng. Dẫu có chuyện thì sẽ mở cạnh bên nhau. Chị ăn hay sao? Cũng tạm được, nhưng mà mặn quá đấy. Mặn mà ăn tận 3 tô, đã vậy còn không thèm chấm bánh mì nữa. Nhà của người ta thích ăn mấy tô kệ người ta. Chị ăn thấy ngon là được rồi. Biết điều đấy. Cứ nấu ăn ngon vào, tôi sẽ cho ở lâu dài. Còn mấy người khác, tôi phải suy nghĩ xem là có cho không đã. Chắc đợi chị cho. Nè, ăn xong rồi á thì lo mà rửa mấy cái tô đi, người ta nấu cho ăn rồi. Nói cho biết này, từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ phải rửa bát cả. Ăn nhờ ở đậu, rửa hộ cái bát thôi, làm gì mà căng. Cô bé à, đây ở có giấy tờ đàng hoàng, không ai ăn nhờ ở ké hết á. Tụi tôi còn đi làm, ăn xong thì rửa đi, không ai rảnh rửa giùm. Nè, nói chuyện cho đàng hoàng nhá, tôi lớn tuổi hơn các chị đấy. Lớn tuổi mà ăn nói như mẫu giáo. Cái con này. Thôi, hôm qua chị Tina á đi về ngủ trên ghế cũng mệt rồi, để em rửa cho. Không rửa gì hết á, lớn rồi chứ phải cục què sức mẻ gì đâu mà không rửa được. Nhưng mà đi làm trễ rồi. Đứng lại. Cô có tin là bây giờ cô thái độ với tôi một lần nữa là cô răng môi lẫn lộn đi ra khỏi nhà này không? Gì? Đọc cho kỹ, trong này có tên của tôi. Giấy tờ đàng hoàng á, muốn đuổi á thì đưa tiền bồi thường hoặc là tiền cọc nhà đây. Cọc nhà. Bản sao y bản chính, giống y hệt luôn. Xé được thì nhai nuốt luôn đi. Trễ rồi, đi làm. Con này. Ăn được thì lo mà rửa đi. Thiên lý ở đâu ấy nhờ? Đấy, mọi chuyện là như thế, bắt tay vào làm thôi. Khoan đã, tại sao tôi phải làm cái đụng này? Nào là dậy dạng tương, nào là dậy đang ngủ. Còn tôi tại sao phải dọn dẹp bàn ghế trong phòng học trai chứ? Đơn giản thế thôi mà cũng không hiểu. Nói chung là tôi muốn sửa soạn, trang trí lại phòng tôi một tí. Dù sao mình cũng là con gái mà, phải bánh bèo, phải điệu đà chứ. Hai người có hiểu không? Nhưng mà thôi, nhìn hai người như này chắc cũng không thể nào hiểu được những cái suy nghĩ trong đầu những người con gái thực sự như tôi đâu. Thôi, không cần hiểu. Nói chung là như này, đơn giản lắm. Tôi đi du học cũng được một vài năm rồi. Dù sao thì cái máu sang chảnh nó cũng ngấm vào người thế này, từng thớ da thớ thịt thế này. Cho nên là thôi, ở những cái phòng mà nó như thế thì cũng không được. Nên là đi làm đi nhá. Tôi hiểu á, là ba muộn giòn phong ngọc trái thanh phong của ba. Này, nói cái giọng gì mà kém sao vậy? Nhưng mà vấn đề á là tôi liên quan gì ở đây? Này, sao không liên quan? Nói cho mà biết nhá, ăn nhờ ở đậu thì phải biết thân biết phận đi. Ở nhờ. Chị nhìn đi. Cái gì? Lại là cái hợp đồng này nữa. Này, các người đi photo đại trà đấy à? Không thèm. Như vậy thì mới vừa bụng chị được chứ. Chị Tina, tên nghe sàng ghê. Cái tên nghe sàng ghê ha. Tên này thì làm gì có ở Việt Nam. Tôi không cần biết. Nói chung là hai người đi làm đi. Nè, chị đừng hờ tỉ mà hù dọa. Tụi này không có sờ đâu nha. Muốn nhờ vả thì nói một tiếng, để tôi làm cho. Chứ nói chuyện giận mẹ vậy á, thì tự đi mà làm. Không đây. Thank you.
bé này, bóp cho nó có tâm vào. Không á, tôi đuổi ra khỏi nhà đấy nghe chưa? Dạ, để em làm ạ. Chị đừng có đuổi em nha. Nhà em vừa nghèo mà vừa xa nữa. Chị mà đuổi là em không biết đi đâu luôn á. Không biết đi đâu thì bóp cho nó có tâm vào xem nào. Đặt hết cái tâm của mình vào đây mà bóp. Nghe ra chưa? Mà nhá, nói thật với em ý, trong ngôi nhà này, người có quyền cho các em đi hay ở là chị hết. Còn cái việc mà em có ở được hay không ý, là phụ thuộc vào cái đôi bàn tay này này. Nghe ra chưa? Dạ, thì em làm ạ. Đâu thế? Bóp cho nó có tâm vào. Kỳ cục. Đấy, ít nhất thì cũng phải vậy chứ. Trong một cái tình thế khốn đốn như thế này, có một đứa ngốc nghếch phục vụ mình cũng tốt. Có còn hơn không? Bóp mạnh lên. Dạ. Này, chị bảo nhá, tí nữa khi mà chị ngủ trưa ấy, thì có gì em mang cái vali của chị lên lên phòng của Ngọc Trai, xong rồi dọn dẹp sạch sẽ hết cùng chị nhá. Nhá. Một mình em làm. Một mình em làm thì làm sao? Quét luôn cả cái nhà, quét luôn cả cái phòng cho chị nhá. Dạ, để em làm hết ạ. Để một mình em làm thôi chứ ai nữa. Đấy, bóp vào, đây này, đây này, đau này. Đấy. Chị Tina, ly gì? Mày làm gì vậy? Thì trưa nắng, tao đi mua bánh gạo cho chị Tina, với bóp chân cho chị Na mấy tiếng đồng hồ, mỏi cả người. Sao chị hành hạ nó dữ vậy? Hành hạ cái gì? Nhờ có tí việc vặt mà cũng kêu hành hạ. Xót à? Xót thì đây, phụ làm luôn đi. Có gì đâu. Này, nói cho mà biết nhá, các cô các cậu ấy, vừa phải thôi. Trong cái ngôi nhà này, người có quyền cho các cô các cậu ở lại hay là ra đi đều là tôi hết. Một thân một mình tôi hết, nghe rõ chưa? Muốn ở lại ấy, thì phải nghe lời, ngoan ngoãn vào. Còn nếu không ấy, 1, 2, 3, mời đi ra ngoài. Thôi nhịn đi, có không tụi mình ra ngoài ở đó. Giờ chị muốn tụi em làm cái gì? Đấy, ngoan. Thế có phải là dễ dàng nào? Đây, không có gì khó cả. Ê, mang cái vali này đi lên trên phòng hộ chị, xong rồi dọn dẹp sạch sẽ, thế thôi, đơn giản đúng không? Được. Sao mày? Chứ không phải là mày kêu tao nhịn hả? Mày phải vùng lên với tao chứ. Vùng cái gì? Đi lên, đi. Đấy, lại thêm một đứa ngu phục vụ mình nữa rồi. Chẳng mấy chốc mà cái ngày mình lại nắm quyền ngôi nhà này sẽ không còn xa. Đâu, xong hết chưa? Này, sao cái phòng y chang như cũ này? Này, hai đứa dỡ mặt với chị đây à? Chị Hai, sao bữa nay ăn cơm nhìn hiu quạnh quá vậy? Anh Na với anh Đáp á, hình như đi học nhảy. Đợi nuôi với Lily về á, rồi ăn cơm luôn. Vậy để em lên kêu Lily nha. Mọi người ơi, mọi người ở đâu vậy? Đang trong bếp nè Nu ơi. Về rồi hả? Đói quá. Sao hai chị đi làm về trễ quá vậy? Mọi người đang đợi cơm nè. Tại Lily á, không phải tại chị. À, sorry mọi người nha. Giới thiệu mọi người, đây là anh Hoàng. Là bạn trai của chị Lily. Chị tính đem bạn trai về đây lập đội bóng thiệt á hả? Lizzy ơi, Lizzy, chị Lily dắt bạn trai về nè. Lizzy ơi, Lizzy, Lizzy, Lizzy. Phiền mọi người quá. Có gì đâu mà phiền, thêm người thêm chén thôi. Bạn của Lily cũng là bạn của tụi mình mà đúng không? Dạ đúng rồi, chị em cũng hay dắt bạn trai về nhà lắm, cho nên anh đừng ngại. Nít nôi biết gì nói. Đâu, sự thật mà. Hôm trước anh ấy đến cũng ngồi chỗ y chang anh đó. Cái đứa nhỏ này, nó còn nhỏ không biết gì. Thôi cả nhà ăn cơm đi, cơm canh nguội hết rồi. Mọi người,
Anna với lại Nếp á là đi tập nhảy đúng không? Ừ. Anna. Ờ vậy còn chị Tina đâu rồi? Sao bà cứ nhắc tới con bé ngang ngược nó hoài vậy? Tina. Nhắc mới nhớ. Tina ở đâu rồi ta? Hai đứa sáng giờ không đi làm. Thấy Tina ở đâu không? Dạ không. Mọi người ơi, hai cái đứa này. Chúng mày muốn giết tao hay sao mà? Hai đứa mày như hai đứa uy linh vậy hả? Tại sao? Tại sao đối xử với tao như hả? Sao chúng mày ác với tao thế? Tina. Thôi, em đi gọt trái cây đây. Hai người nói chuyện tự nhiên đi nha. Không ngờ lại gặp anh Hoàng ở đây. Anh mới là người ngạc nhiên nè. Ủa, mà em đang trong quá trình học bên Nhật mà. Xem gì đây? Thôi, em chán lắm. Em đang định về Việt Nam để kinh doanh đây này. Bé này, lại nản nữa rồi chứ gì. Ừ, nản chứ sao nữa. Đã thế, anh lại còn bỏ về Việt Nam trước em 2 năm ở bên Nhật đó. Cô đơn lắm. Thật liên quan gì, còn Long có bển nữa mà. Long gì mà Long. Hai anh em gì á, chả giống nhau gì cả. Mà thôi, bỏ chuyện ấy qua một bên đi. À, em đang định về Việt Nam để kinh doanh. Nên có gì là nhờ anh hỗ trợ em khảo sát tình hình Việt Nam xem như nào nhé. Gì? Luôn bên nhau, luôn bên nhau khi vui. Chị em chúng ta không sợ đau tâm luôn bên nhau. Chị em chúng ta dẫu có nhìn lại sẽ thấy không sao, vì chính chúng mình cũng đã có thanh xuân. Mang tiếng cao quá không chung, don't be scared. We fly, put the load to me, chase up. You are fine. Nếu muốn dừng lại là đi, mình cùng chung chí hướng. Dẫu có chuyện thì vẫn sẽ ngồi cạnh bên nhau.